Chương 1 Ác mộng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Edith Bi An nhìn tì Viên đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, trong lúc bất tri bất giác mồ hôi lạnh đã ướt sũng áo ngủ bằng vải bông, trái tim vẫn đang đập thình thịch, một tiếng lại một tiếng, như nhịp trống rối loạn cậu run rẩy mở mắt, trông thấy tia sáng đèn giường màu cam ấm áp, phòng khách bên ngoài cũng đang bật đèn sáng trưng, lại đưa tay sờ mặt dây chuyền bằng ngọc đeo trê cổ, lúc này mới âm thầm giãn ra một hơi cậu mơ tới bản thân lúc còn đang học đại học, trì duyên nhớ đến căn phòng ngủ thời đại học. lúc ấy một phòng bốn người ở, giường trê bàn dưới, trong phòng không có buồng vệ sinh, phòng tắm, phòng đánh răng rửa mặt, toilet đều ở trong hành lang, cách mấy phòng ngủ lại xây một cái. cậu mơ thấy mình ra ngoài đi nhà cầu, sau khi trở về lại phát hiện phòng ngủ đã đóng cửa, cậu ra sức kêu to, đập cửa, nhưng bên trong không hề mở. cậu gào lớn tên bạn cùng phòng, nói: tới trì duyên đây, mau mở cửa. Thế nhưng không có tác dụng, cậu có thể nghe thấy tiếng động bên trong, cũng không biết vì sao có thể lờ mờ thấy được cảnh tượng bên kia cánh cửa. Cậu nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đều ở trong đó, nhưng bên trong còn có một trì diên, trì diên kia nói. Không nên mở cửa, thứ bên ngoài không phải người. Mà đám bạn cùng phòng sớm chiều chung đụng với cậu lại đang đứng chung một chỗ với thứ kia, đem cậu nhốt ở ngoài cửa, trì diên núp sau lưng bạn cùng phòng tựa hồ cũng nhìn thấy cậu, đột nhiên hướng về phía cậu ngẩng đầu, nhếch môi, nở nụ cười, đúng lúc này Trì Diên bừng tỉnh, Trì Diên cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật, hoặc là nói cậu một chút cũng không duy vật. Cậu không có năng lực gì khác thường, cũng không giống Âm Dương Nhãn có khả năng nhìn thấy quỷ thần như tiểu thuyết giả tưởng trên TV miêu tả, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ kia. Chúng trình mò trái phải, vần quanh cậu đầy bụng ác ý, cậu có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của những thứ này từ rất sớm, nhưng cậu sợ hãi, không dám nói với ai, cho đến khi 10 tuổi năm đó cậu bị người đẩy xuống từ trê cầu thang trung tâm thương mại, may mà không xảy ra vấn đề gì lớn, hệ thống giám sát của trung tâm thế nhưng lại hiển thị xung quanh cậu không một bóng người, là cậu tự mình ngã xuống. Bà ngoại vào viện chăm sóc cậu, thời điểm thay quần áo cho cậu phát hiện sau lưng cậu có một dấu bàn tay hơi nhỏ màu đỏ gần như nhìn không thấy, bà ngoại quá sợ hãi, bấy giờ mới để tâm đến việc này, ngày đêm tự mình ở phòng bệnh trông coi cậu, chờ tình trạng của cậu chuyển biến tốt liền dẫn cậu đi bái phỏng một đạo quán rất nổi danh, trì duyên còn nhớ vị đạo nhân đã không còn nhớ rõ mặt kia buộc một sợi dây bình an màu đỏ lên tay cậu, trầm giọng dặn dò. Cách những thứ kia xa một chút, bọn chúng muốn hại chết con, chiếm lấy con. Khi đó Trì Duyên còn tỉnh tỉnh mê mê, sau khi về nhà một tháng, một ngày nọ lúc vừa cơm nước xong, dây bình an thế nhưng lại tự nhiên đứt thành hai đoạn, chỗ đứt bị đốt trụi thành màu đen, giống như bị ai đó dùng thuốc lá đốt lìa. bà ngoại kinh hải, lại vội vàng mang cậu đi thăm hỏi vị đạo nhân lúc trước, đạo nhân rồi lại không gặp bọn họ, chỉ bảo đồ để chuyển lời, nói trì duyên trời sinh thân thể cực hư, hư nhược, bản thân đạo hành chưa đủ, không bảo vệ được cậu, kêu bọn họ đi thỉnh cao minh khác. Bất luận vang xin như thế nào đạo nhân cũng không chịu gặp lại trì duyên cuối cùng không có cách nào khác chỉ gọi bà ngoại vào nói chuyện. Bà ngoại sau khi đi ra vành mắt đỏ ửng, tự hồ đã khóc, bà dẫn trì duyên rời đi, lại cố gắng tiếp tục đi cầu những cao nhân khác. Nhưng vị đạo nhân lúc trước bản lĩnh cao bối phận lớn, các đạo quán nghe nhắc đến đạo nhân đó đều nói mình đạo hành chưa đủ, căn bản không dám thử, rối rít từ chối. Đoạn thời gian kia nếu không phải bà ngoại một tấc không rời trong coi cậu, có lẽ trì duyên đã sớm mất mạng mà bởi sự cố ngã ở cửa hàng bị thương lúc trước, cậu vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà, có lão nhân chặt chẽ trong coi mới tránh được rất nhiều nguy hiểm. Mãi cho đến sau này không biết bà ngoại nghe được gì đó, cầu cứu nhà mẹ đẻ của mình, hào hết tâm tư lấy được một mặt dây chuyền ngọc nghe nói là linh ngọc tổ truyền, dùng dây bình an sâu lại cho trì duyên đeo bên người. Tình hình mới khá hơn, Trì Duyên vẫn như trước có thể cảm nhận được cảm giác rình mò như hình với bóng không gạt đi được kia, thậm chí dường như nghe được chúng phát ra những âm tiết vô nghĩa ngập tràn ác ý, nhưng trong vô hình tựa hồ có một tấm màn ngăn cách cậu với chúng, khiến cho những thứ kia cũng không có cách nào dễ dàng tiếp cận trì duyên, tạo thành tổn thương thực sự đối với cậu nữa. Chỉ có điều gần đây tác dụng bảo vệ của Ngọc dường như đang suy yếu, trì duyên có thể cảm giác được những thứ kia cách cậu càng ngày càng gần, càng ngày càng không kiên nể gì cả, năm cậu 9 tuổi. Cha mẹ gặp tai nạn giao thông, sau đó cậu vẫn luôn được ông bà ngoại nuôi dưỡng, đại học năm hai ông ngoại qua đời, mùa thu năm trước bà ngoại cũng rời khỏi cậu, thân nhân trong nhà chỉ còn lại một người chú, chú luôn bề bộn nhiều công việc trong công ty, cũng không quá thân cận với cậu, đối với. Chuyện lúc trước bà ngoại nói thân thể cậu hư nhược dễ khiến quỷ quái ghi nhớ, khắp nơi nhờ người hỏi thăm, dẫn cậu đi cầu thần lạy Phật lại càng cười nhạt coi thường, tuy rằng vì e ngại người già trong nhà nên không có cách nào thẳng thắn ngăn cản, nhưng luôn không ủng hộ. Vì vậy hiện giờ tìm biện pháp bảo vệ tính mạng chỉ có thể tự dựa vào bản thân trì duyên, cũng may cha mẹ có để lại nhà cửa gửi tiền vào ngân hàng cho cậu, ở công ty của chú cậu cũng có cổ phần, gia cảnh cha mẹ ngoại tổ giàu có, bà ngoại bởi thương con gái lại càng đặc biệt thiên vị cậu, cho tới giờ chưa từng động đến tài sản cha mẹ trì duyên để lại cho cậu, thậm chí còn giúp cậu đầu tư, sau khi bà ngoại qua đời cũng đem tài sản của mình lưu lại không ít cho trì duyên, để cậu không đến mức vì sinh kế mà lo lắng. Trì Diên vẫn luôn sống trong sợ hãi mơ hồ, bởi lo lắng sẽ đột tử chết hoặc bị giết chết, ngược lại cậu không giống mọi người khao khát công thành danh toại, sau khi tốt nghiệp chỉ tùy tiện tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành của mình, tuần tự mà tiến, Trì Diên lấy điện thoại di động ra nhìn, 3.59, rất tà môn, mỗi lần cậu bừng tỉnh từ trong ác mộng, nhìn thời gian đều là 3. 59, chỉ có điều từ nhỏ đến lớn gặp tà đụng quỷ đã nhiều, Chút chi tiết vụn vặt này cậu không còn để trong lòng, chỉ cầu không làm hại đến bản thân là tốt rồi, lúc này cậu cũng hết buồn ngủ, lấy điện thoại ra xem ứng dụng thường dùng, thấy người trên mạng vui thì cười giận thì mắng trò chuyện vui vẻ, thấy bạn bè kể chuyện nhà cửa sinh hoạt tình hình gần đây, lập tức cảm giác lây được không ít nhân khí, huyết dịch dần dần lưu thông, trái tim đang đập thật nhanh cũng từ từ bình ổn, giống như một lần nữa sống lại. Cứ kéo dài như vậy đến 7 giờ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lúc này trì diên mới rời giường đem đèn giường cùng đèn phòng khách đều tắt chuẩn bị đi rửa mặt căn nhà cha mẹ để lại cho cậu cũng ở trong thành phố này thế nhưng phương vị thiên âm lấy ánh sáng không tốt trì diên vẫn luôn cảm giác cái mạng này của mình chính là mặt trời cho chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ ấm áp mới có thể cảm nhận được cái ý nhẹ nhõm khi đó những thứ bên người kia cũng ít đi rất nhiều bởi vậy đã đem căn nhà kia cho thuê bản thân thì tách ra thuê một căn phòng hướng về phía mặt trời ở gần đơn vị trước khi thuê còn đặc biệt tìm người xem qua phòng chọn là phòng có phong thủy tốt nhất dương khí dồi dào người bình thường có thể không để tâm những thứ này nhưng trì duyên cực kỳ coi trọng điều yên tâm là vì có kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn hiện giờ cậu phân biệt bọn bịp bợm giang hộ rất thạo hầu như vừa đối mặt nói vài lời liền có thể phân biệt được đối phương thật sự có bản lĩnh hay chỉ là lừa bịp giả danh dùng chiêu bài bởi vì đặc thù bản thân trì diên vẫn tương đối bài xích giếng gương soi đầm nước các loại đồ vật hay nơi có âm khí nặng hoặc có chút linh dị mặc dù biết nhựa plastic không tốt cho sức khỏe lúc ăn cơm cậu vẫn kiên trì dùng bát đổ được chế tạo từ nhựa đơn Giảng vì càng là vật phẩm công nghiệp không có linh tính những thứ kia lại càng không dễ bám vào nhưng trong nhà cũng không thể một tấm gương cũng không có cậu cũng cần soi gương để sửa sang lại bản thân tránh lúc đi ra ngoài bộ dáng quá nhếch nhác vì vậy cậu đặc biệt mời người chỉ điểm nơi thích hợp nhất trong nhà để đặt một tấm, cậu rửa mặt xong đi ra, nhìn vào gương chỉnh lại tóc, đột nhiên trông thấy, trì diên, trong gương ngẩng đầu, nhếch môi, nở nụ cười với cậu. Trì diên vội vàng ném lượt sách cặp công văn đạp cửa lao ra ngoài, ngồi vào trong thang máy lòng vẫn sợ hãi như cũ, may mắn hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, tiểu khu này gần CBG, là khu vực sầm uất, giao thông thuận tiện, tiền thuê không rẻ, các hộ gia đình chủ yếu là nhân viên văn phòng, mỗi ngày giờ này thang máy đều chen lấn kín người, còn thoáng có thể ngửi thấy hương thơm bữa sáng. Hơi thở cuộc sống lại một lần nữa cứu vớt trì diên từ trong sát na kinh hải vừa rồi kia. CBG Khu trung tâm thương mại dịch vụ, cậu sờ lên miếng nọc trê cổ, ngày càng cảm thấy sự tình cấp bách. Tuy rằng vẫn chưa có bất kỳ tổn thương thực sự nào, nhưng dễ dàng nhận thấy được thời gian gần đây tần suất phải loại sự kiện quỷ dị này lại tăng lên có lẽ sớm hay muộn sẽ có một ngày Linh Ngọc mất đi hiệu lực, trước lúc đó cậu phải tìm được vật mới có khả năng thay thế vật bảo hộ của mình, nghĩ đến đây, Trì Duyên lấy di động ra, xin nghỉ phép với đơn vị. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.